chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình Thời sự tối của Đài Phát thanh và Truyền hình Thái Bình. Hôm nay thứ Sáu ngày 8 tháng 10, chương trình Thời sự sẽ có những nội dung chính sau. Triển khai nhiệm vụ công tác nội chính quý 4 năm 2021. Bản lĩnh doanh nhân Thái Bình trước những tác động của đại dịch COVID-19. Công tác phòng chống dịch luôn được thị trấn Đông Hưng chú trọng, tạo sự đồng thuận cao trong toàn dân để chống dịch thành công. Thưa quý vị và các bạn, sáng nay đồng chí Ngô Đông Hải, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, đồng chí Nguyễn Tiến Thành, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh, đồng chí Nguyễn Khắc Thận, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, chủ trì hội nghị đánh giá kết quả công tác nội chính, phòng chống tham nhũng và công tác của Ban chỉ đạo 26 tỉnh quý 3, triển khai nhiệm vụ trọng tâm quý 4 năm 2021. Các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, lãnh đạo Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân tỉnh dự hội nghị. Trong quý 3, các cấp ủy Đảng, chính quyền, các sở ban ngành Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể chính trị xã hội trên địa bàn tỉnh thực hiện hiệu quả công tác nội chính, phòng chống tham nhũng, đạt được những kết quả tích cực. Tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững, quân sự quốc phòng được đảm bảo, công tác phòng chống tham nhũng tiếp tục được triển khai đồng bộ. Công tác phòng chống dịch COVID-19 được chỉ đạo quyết liệt, giữ vững địa bàn, góp phần ổn định tình hình chính trị xã hội trong tỉnh. Đồng chí Nguyễn Khắc Thận, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh cơ bản thống nhất với những nhận định, đánh giá kết quả đạt được, nhiệm vụ giải pháp trọng tâm 3 tháng cuối năm. Yêu cầu các ngành trong khối nội chính, các cấp ủy Đảng, chính quyền, ban ngành đoàn thể làm tốt hơn nữa công tác bảo vệ chính trị nội bộ, an ninh tôn giáo, kiểm soát tốt người từ vùng dịch về Thái Bình, quyết liệt hơn trong công tác giải phóng mặt bằng, đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, an toàn giao thông. Kết luận hội nghị, đồng chí Ngô Đông Hải, Bí thư Tỉnh ủy ghi nhận biểu dương kết quả đạt được của công tác nội chính, phòng chống tham nhũng và công tác của Ban chỉ đạo 26 tỉnh quý 3. Về nhiệm vụ từ nay tới cuối năm, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy yêu cầu các cấp ủy tổ chức đảng tập trung lãnh đạo chỉ đạo, thực hiện tốt công tác phòng chống dịch bệnh COVID-19 theo phương châm thích ứng, linh hoạt, an toàn. Việc chuyển đổi giai đoạn phòng chống dịch như vậy đặt ra cho chúng ta rất nhiều yêu cầu mới, nhiều thách thức mới, đòi hỏi chúng ta phải có những cái biện pháp phù hợp và linh hoạt, góp phần cùng với cả nước thực hiện tốt công tác phòng chống dịch, nhưng cũng đảm bảo tỉnh ta an toàn trong điều kiện chúng ta sẽ phải tiếp tục mở cửa để tạo điều kiện cho giao lưu, giao thương, hàng hóa và các hoạt động kinh tế xã hội khác. Đồng thời cũng phải chuẩn bị sẵn sàng về mọi mặt cho những tình huống phức tạp nhất, xấu nhất có thể xảy ra trên địa bàn. Đẩy mạnh các biện pháp phòng ngừa, đấu tranh trấn áp các loại tội phạm, tăng cường công tác quản lý cư trú, quản lý người nước ngoài, quản lý các cơ sở kinh doanh có điều kiện, quản lý vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ và phòng chống cháy nổ ở các nơi công cộng, tập trung đông người và các mục tiêu trọng điểm. Nắm chắc tình hình nhân dân, đẩy mạnh tuyên truyền làm tốt công tác giải phóng mặt bằng, phục vụ các dự án trọng điểm. Đề cao vai trò trách nhiệm của mặt trận, các hội đoàn thể và của nhân dân trong việc tham gia vào công tác đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, công tác hòa giải trong cộng đồng, công tác giám sát, công tác phản biện xã hội, góp phần xây dựng đảng, xây dựng hệ thống chính trị và đặc biệt là góp phần giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn, giải quyết kịp thời tất cả mọi vấn đề phát sinh ngay từ cơ sở để không trở thành điểm nóng, không trở thành vụ việc phức tạp. Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy yêu cầu cần triển khai thực hiện nghiêm túc các văn bản chỉ đạo của Trung ương của tỉnh, đề cao trách nhiệm của tập thể cấp ủy và người đứng đầu trong việc lãnh đạo chỉ đạo công tác nội chính và phòng chống tham nhũng. Tiếp tục thực hiện có hiệu quả nghị quyết Đại hội Đảng các cấp, nhiệm kỳ 2020-2025. Đặc biệt là tinh thần của hội nghị lần thứ tư Ban chấp hành Trung ương Đảng vừa mới bế mạc với cái tinh thần mới, đó là sẽ tiếp tục đẩy mạnh công tác xây dựng chỉnh đốn đảng và hệ thống chính trị, ngăn chặn đẩy lùi mọi biểu hiện tự diễn biến, tự chuyển hóa và các cái dấu hiệu suy thoái trong nội bộ, nhất là phải nâng cao chất lượng của đội ngũ đảng viên, của tổ chức đảng và các tổ chức trong hệ thống chính trị, trở thành lực lượng nòng cốt, trở thành lực lượng đi đầu
trong việc thực hiện chức trách nhiệm vụ nói chung cũng như là trong công tác phòng chống tham nhũng, lãng phí tiêu cực nói riêng. Mặt khác, tập trung điều tra, truy tố, xét xử nghiêm minh các vụ án tham nhũng, vụ việc, vụ án nghiêm trọng, phức tạp, dư luận xã hội quan tâm, thực hiện tốt công tác tiếp công dân, giải quyết đơn thư khiếu nại tố cáo, nâng cao hiệu quả công tác phát hiện, xử lý tham nhũng, tiêu cực, sai phạm, tội phạm về kinh tế, xử lý sau thanh tra, thực hiện kết luận thanh tra, làm tốt công tác tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ năm 2022. Chiều nay, Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Văn Thành chủ trì hội nghị trực tuyến triển khai phục hồi các chuyến bay thương mại vận chuyển hành khách nội địa. Tại điểm cầu Thái Bình, đồng chí Nguyễn Quang Hưng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh dự hội nghị. Việc triển khai các đường bay nội địa dự kiến được áp dụng trên phạm vi toàn quốc và thực hiện thí điểm từ ngày 10 tháng 10 đến hết ngày 20 tháng 10 năm nay, sau đó sẽ tiến hành đánh giá và điều chỉnh bổ sung cho phù hợp. Kết luận hội nghị, Phó Thủ tướng Lê Văn Thành giao cho Bộ Giao thông Vận tải chỉ đạo Cục Hàng không và các hãng hàng không có các biện pháp bảo đảm an toàn tuyệt đối về mặt kỹ thuật và chú trọng biện pháp phòng chống dịch cho các chuyến bay. Bộ Giao thông Vận tải phối hợp với các bộ ngành liên quan chỉ đạo các cơ quan đơn vị thực hiện tốt các yêu cầu trong hướng dẫn tạm thời. Các địa phương chủ động kiểm soát chặt chẽ người từ các vùng dịch, không để bùng phát dịch bệnh do việc mở lại các chuyến bay nội địa. Cũng trong chiều nay, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông, Hội Nhà báo tỉnh tổ chức hội nghị giao ban công tác báo chí xuất bản quý 3 năm 2021 và trọng tâm công tác tuyên truyền quý 4 năm 2021. Đồng chí Phạm Đồng Thụy, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy chủ trì hội nghị. Quý 3 năm nay, các cơ quan báo chí trên địa bàn tỉnh đã thực hiện tốt tuyên truyền các lĩnh vực, trọng tâm là tuyên truyền việc đưa nghị quyết Đại hội 13 của Đảng, nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp vào cuộc sống, các chủ trương, chính sách và việc triển khai các nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội năm 2021, công tác phòng chống dịch COVID-19. Về nhiệm vụ trọng tâm công tác tuyên truyền quý 4 năm 2021, đồng chí Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đề nghị các cơ quan báo chí tiếp tục tập trung tuyên truyền, phản ánh công tác phòng chống dịch COVID-19 trong tình hình mới, phản ánh việc triển khai thực hiện nghị quyết Đại hội 13 của Đảng, nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp, các chỉ thị, nghị quyết, kết luận, quy định của Trung ương và của tỉnh một cách sâu rộng để cán bộ, đảng viên và nhân dân trong tỉnh biết và thực hiện. Tuyên truyền kế hoạch số 55 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về việc tiếp tục thực hiện chỉ thị số 05 đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác lại những thông tin giả, sai sự thật, luận điệu xuyên tạc của các thế lực thù địch, phần tử cơ hội, đa dạng hóa hình thức trong công tác tuyên truyền, tăng cường các tác phẩm báo chí đa phương tiện. Chương trình tiếp tục với những tin tức khác. Chiều nay, đồng chí Nguyễn Quang Hưng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh kiểm tra tình hình triển khai dự án đền thờ Mẹ Việt Nam Anh Hùng và đường số 2, phường Hoàng Diệu, thành phố Thái Bình. Đền thờ Mẹ Việt Nam Anh Hùng được xây dựng trên khuôn viên rộng 1,6 hectare tại phường Hoàng Diệu, thành phố Thái Bình, tổng mức đầu tư trên 92 tỷ đồng, nguồn vốn ngân sách nhà nước 55 tỷ đồng, nguồn vốn xã hội hóa dự kiến gần 40 tỷ đồng. Nhìn chung, các hạng mục đã và đang được triển khai theo đúng tiến độ đề ra. Đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh yêu cầu Ban Quản lý Dự án Đầu tư Xây dựng các công trình dân dụng và công nghiệp tỉnh tăng cường kiểm tra giám sát các nhà thầu, đẩy nhanh tiến độ thi công các hạng mục, đảm bảo chất lượng, kỹ thuật, mỹ thuật đúng tiến độ đề ra. Đối với đường số 2 Hoàng Diệu, đoạn nối từ đường đi Đền Quan đến đường đi Quảng trường Thái Bình dài hơn 800 m, các sở ngành liên quan tăng cường phối hợp hỗ trợ thành phố Thái Bình tháo gỡ khó khăn trong công tác đền bù giải phóng mặt bằng, đẩy nhanh tiến độ thi công, sớm đưa công trình đi vào khai thác sử dụng hiệu quả. Cũng trong chiều nay, Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Lê Quốc Doanh kiểm tra đánh giá mô hình nghiên cứu khảo nghiệm chọn tạo giống lúa của tập đoàn Thái Bình Seed. Vụ mùa năm 2021, Thái Bình Seed thực hiện khảo nghiệm 390 giống lúa, trong đó có 152 giống lúa thuần. Các giống lúa được đánh giá có triển vọng cao như giống lúa thuần TBR97, Đông A2, TBR225 kháng bạc lá, Bắc Thơm số 7 kháng bạc lá, BC15 có gen kháng đạo ôn, nếp A xào. Về lúa lai có SQ22, TP15. Các giống lúa này phát triển tốt, hứa hẹn cho năng suất chất lượng cao. Qua kiểm tra thực tế tại Viện Nghiên cứu Cây trồng của Thái Bình Seed, Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn đánh giá cao các giống lúa do Thái Bình Seed nghiên cứu chọn tạo. Đồng chí mong muốn công ty tiếp tục nghiên cứu khảo nghiệm, chọn tạo các giống lúa năng suất, chất lượng cao, đáp ứng nhu cầu sản xuất hàng hóa, góp phần vào sự phát triển nông nghiệp của tỉnh Thái Bình nói riêng và cả nước nói chung. Thưa quý vị, áp thấp nhiệt đới đã mạnh lên thành bão số 7
với sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 8, giật cấp 10 và còn mạnh thêm tới cấp 11, hướng vào các tỉnh Nam Đồng bằng Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ. Hồi 16 giờ chiều nay, vị trí tâm bão trên vùng biển phía đông nam đảo Hải Nam Trung Quốc. Dự báo trong 24 giờ tới, bão di chuyển chủ yếu theo hướng Bắc Tây Bắc. Đến 16 giờ ngày mai, vị trí tâm bão ở ngay trên khu vực phía Bắc đảo Hải Nam Trung Quốc. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 8, giật cấp 10. Trong 24 đến 48 giờ tiếp theo, bão có khả năng đổi hướng di chuyển theo hướng Tây Tây Nam. Đến 16 giờ ngày 10 tháng 10, vị trí tâm bão cách Hải Phòng 150 km, Thanh Hóa 110 km. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 8, cấp 9, giật cấp 11. Do ảnh hưởng của bão số 7, từ trưa mai mùng 9 tháng 10 đến ngày 12 tháng 10, trên địa bàn tỉnh sẽ xảy ra mưa lớn diện rộng, lượng mưa phổ biến cả đợt từ 200 đến 300mm. Cảnh báo nguy cơ cao ngập úng đối với lúa mùa đang chín, rau màu, cây vụ đông, ngập úng các vùng trũng thấp, ao đầm nuôi trồng thủy sản và ngập úng đô thị. Chiều nay, Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng chống thiên tai tổ chức họp trực tuyến triển khai các nhiệm vụ để ứng phó với bão số 7. Dự tại điểm cầu Thái Bình có đồng chí Lại Văn Hoàn, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, cùng các thành viên Ban Chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh, đại diện hai công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên khai thác công trình thủy lợi Bắc và Nam Thái Bình. Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, bão số 7 có khả năng sẽ gây ra mưa lớn trên diện rộng cho khu vực Bắc Bộ, các tỉnh Bắc Trung Bộ. Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng chống thiên tai đề nghị các địa phương cần thực hiện nghiêm túc công điện số 1311 của Thủ tướng Chính phủ, theo dõi chặt chẽ bản tin dự báo của Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia để có các phương án ứng phó. Thông tin tại cuộc họp, đồng chí Lại Văn Hoàn, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh cho biết, Thái Bình đang tổ chức kiểm đếm quản lý chặt chẽ việc ra khơi của tàu thuyền, giữ thông tin liên lạc, thông báo thường xuyên với các chủ phương tiện hướng di chuyển của bão để chủ động các biện pháp phòng tránh, tuyên truyền nông dân khẩn trương thu hoạch diện tích lúa mùa, hoa màu đã đến kỳ thu hoạch, đóng các cống tưới, mở các cống tiêu, triệt để tiêu nước đệm trong hệ thống, đề phòng mưa lớn gây ngập úng lúa hoa màu, kiểm tra rà soát phương án bảo vệ các trọng điểm đê kè cống sung yếu và các công trình đang thi công, sẵn sàng các phương án cứu hộ cứu nạn để triển khai kịp thời ứng cứu khi có yêu cầu. Cùng ngay sau cuộc họp với Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng chống thiên tai, đồng chí Lại Văn Hoàn, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh đã họp với các thành viên Ban Chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh, đại diện hai công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên khai thác công trình thủy lợi Bắc và Nam Thái Bình, thống nhất các giải pháp triển khai ứng phó với bão số 7. Thưa quý vị và các bạn, đại dịch COVID-19 đã đặt ra những thách thức khó khăn chưa từng có tiền lệ đối với cộng đồng doanh nghiệp. Nhưng đội ngũ doanh nhân Thái Bình đã vượt qua khó khăn, duy trì sản xuất và chung tay cùng các cấp ngành đẩy lùi dịch bệnh. Có thể nói chưa bao giờ bản lĩnh, tinh thần, trách nhiệm, sự sáng tạo của doanh nghiệp, doanh nhân thể hiện rõ như hiện nay. Sau đây, biên tập viên Cao Biển sẽ trình bày về vấn đề này. Xin được mời anh Cao Biển. Vâng, thưa quý vị, năm 2020 và 2021 là những năm hết sức đặc biệt. Trong đại dịch COVID-19, bên cạnh sứ mệnh chiến đấu vì tính mạng và sức khỏe của con người, thì đội ngũ doanh nhân chính là những người lính thời dịch chiến đấu để bảo vệ sinh kế cho người lao động. Gần 8.000 doanh nghiệp đang hoạt động và hàng trăm nghìn lao động vẫn đang có việc làm ổn định. Đây là nỗ lực rất lớn của đội ngũ doanh nhân Thái Bình. Họ là lực lượng đi đầu để thúc đẩy phát triển kinh tế, xây dựng vị thế của tỉnh Thái Bình. Trong đại dịch COVID-19, mỗi doanh nhân đang bước vào hai cuộc chiến. Đó là cuộc chiến vì sinh mệnh của con người và cuộc chiến bảo vệ sinh kế của người lao động. Bởi họ hiểu người lao động chính là tài sản, là vốn quý nhất của doanh nghiệp. Thực sự nó là một giai đoạn vô cùng khó khăn. Nó đòi hỏi người chủ doanh nghiệp phải cương quyết, phải rất uyển chuyển, như là một người lính ở trong một cuộc chiến mà phải đưa ra những quyết định rất khó khăn. Covid-19 đã làm cho nhiều doanh nghiệp lao đao, nhưng không đánh gục được nhuệ khí và nhiệt huyết của đội ngũ doanh nhân Thái Bình. Dù đó là doanh nhân có bề dày kinh nghiệm hay là những doanh nhân trẻ. Mỗi một lần khó khăn ấy, thì là một lần chúng tôi có những quyết tâm hơn cùng cán bộ công nhân viên vượt qua những cái khó khăn đó. Và ngay lập tức thì Bảo Hưng cũng đã đứng vững trong những cái thời gian Covid-19 vừa qua và còn phát triển rất là tốt như thời điểm hiện tại. Đối với người chủ doanh nghiệp ấy, thì trong những cái điều kiện khó khăn này thì càng phải bình tĩnh, càng phải sáng suốt và càng phải có cái ý chí quyết tâm thật cao vượt lên trên tất cả. Khó khăn lại là giai đoạn bản lĩnh được thể hiện,
đưa doanh nghiệp trụ vững, đột phá và chứng minh tinh thần thép vượt bão của những chiến sĩ thời bình, doanh nhân Thái Bình. Hơn 2 năm ròng rã đã khiến cho nhiều doanh nghiệp điêu đứng. Tuy nhiên, ở một góc độ khác, cuộc khủng hoảng vì đại dịch lần này lại được coi là cuộc sàng lọc và sẽ chỉ những doanh nghiệp có nội lực nhất định mới có thể vượt qua. Và hầu hết những doanh nhân mà chúng tôi gặp đều cho biết đây là giai đoạn xuất hiện những khó khăn chưa từng có. Nhưng họ cũng cho rằng đây là lửa thử vàng đối với đội ngũ doanh nhân Thái Bình. Covid-19 xuất hiện phủ bóng đen lên toàn bộ nền kinh tế, mà đầu tiên là ngành vận tải, dịch vụ, du lịch. Thế nên, ngay khi tỉnh Thái Bình kiểm soát tốt dịch bệnh, nhiều doanh nhân trong lĩnh vực này đã lập tức nắm bắt thời cơ. Cái ngành nghề của chúng tôi thì cũng gặp rất nhiều khó khăn, tức là không lưu thông được, thì hàng hóa rất là chậm. Thì chúng tôi cũng nhân cái cơ hội như thế này thì cũng tập trung vào để cơ cấu lại bộ máy, cải thiện quy trình bán hàng và chúng tôi vẫn mở rộng sản xuất kinh doanh. Điển hình là đầu tư được cái showroom ô tô Toyota tại Thái Bình. Với những lĩnh vực phụ thuộc thị trường nước ngoài, cả đầu vào đầu ra như may mặc và da giày cũng đã hứng chịu rất nhiều những khó khăn. Năm 2019, chiến tranh thương mại Mỹ-Trung nổ ra, rồi 2 năm tiếp theo lại là đại dịch Covid-19. Cái khó ló cái khôn, các doanh nhân, người thuyền trưởng của doanh nghiệp buộc phải chuyển mình tìm giải pháp. Trên Hà Nội vì dịch cho nên không sản xuất được, chúng tôi cũng phải nắm bắt và chúng tôi cũng phải nhân cơ hội là tỉnh ra là vẫn sản xuất đều, không có ảnh hưởng đến, cho nên chúng ta cũng phải nhận những đơn hàng giúp đỡ khách hàng để mà sản xuất, để thực hiện thành công những cái đơn hàng theo cái khách hàng đã đưa ra. Trong bão đêm Covid-19 vẫn xuất hiện những ngọn hải đăng, đó là chuyển đổi số đã được thúc đẩy và được các doanh nhân xem là kim chỉ nam, một giải pháp để vượt bão đại dịch. Chủ doanh nghiệp cũng đang nghiên cứu đến cái việc cần phải áp dụng cái công nghệ 4.0 đưa vào quản lý doanh nghiệp. Thứ nhất là chúng tôi đã thuê các cái đơn vị thiết kế các cái phần mềm quản lý, điều hành các cái công việc từ xa. Ngoài ra nữa là thu tiền của khách hàng, chúng tôi cũng kết hợp với chỗ ngân hàng áp dụng thu tiền trên app. Sau cơn mưa thì trời sẽ lại sáng, vượt qua dịch bệnh thì mọi thứ sẽ lại bắt đầu. Dịch Covid-19 không chỉ là liều thuốc thử để chúng ta thấy rõ tinh thần vượt khó, tự lực tự cường, nỗ lực duy trì sản xuất, kinh doanh, mà còn thấy rõ trách nhiệm xã hội của cộng đồng doanh nghiệp. Sự chèo lái và bản lĩnh của doanh nhân đã giúp ổn định nền kinh tế, bảo đảm an sinh xã hội. Tạm gác những kế hoạch dang dở, những ý tưởng đang chờ được đưa vào thực tiễn, những lo toan về lời lãi, cộng đồng doanh nghiệp Thái Bình bước vào chiến hào chống Covid-19, nhân lên những chia sẻ, lan tỏa lòng nhân ái cùng cả nước chiến thắng đại dịch. Họ đã dành một phần doanh thu để ủng hộ vào quỹ phòng chống dịch Covid-19. Kể từ khi dịch bệnh Covid-19 bùng phát tại nước ta, cộng đồng doanh nghiệp tỉnh Thái Bình đã ủng hộ với số tiền lên tới hàng trăm tỷ đồng, cùng các cấp ngành chung tay phòng chống dịch. Các doanh nghiệp của Thái Bình rất là kiên định và rất là có trách nhiệm với xã hội, sẵn sàng là hy sinh những cái công việc của gia đình và cái lợi ích của gia đình để tập trung vào chống dịch cùng với xã hội và tập trung vào tìm ra cái hướng đi mới để tạo điều kiện cho cái doanh nghiệp của mình phát triển. Nhờ đó mà các doanh nghiệp của Thái Bình đã từng bước hồi phục. Cùng với đó, các hoạt động an sinh xã hội khác như trao quà Tết, ủng hộ học sinh trong chương trình tiếp sức đến trường, ủng hộ quỹ trái tim cho em và rất nhiều các hoạt động nghĩa tình như những cánh tay yêu thương cứ nối dài mãi. Việt Nam và thế giới đang trải qua cơn đại dịch thế kỷ mang tên Covid-19, một thử thách chưa từng có trong tiền lệ. Chúng ta đặc biệt trân trọng các doanh nhân đã vì doanh nghiệp, vì người lao động, vì nền kinh tế đất nước trong thời khó khăn, đã hy sinh quyền lợi của cá nhân và gia đình mình để duy trì doanh nghiệp, cùng cả nước chung sức đồng lòng chiến thắng đại dịch. Họ xứng đáng là những chiến sĩ, những anh hùng trong cuộc chiến mới. Đến đây tôi xin kết thúc phần trình bày của mình. Sáng nay, Ủy ban Nhân dân tỉnh tổ chức hội nghị nghe Sở Giáo dục và Đào tạo báo cáo một số nội dung về phương án đào tạo giáo viên theo nhu cầu xã hội và dự thảo kế hoạch nâng cao chất lượng dạy và học tiếng Anh trong các trường phổ thông của tỉnh. Đồng chí Trần Thị Bích Hằng, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, chủ trì hội nghị.
Tại hội nghị, Sở Giáo dục và Đào tạo Thái Bình báo cáo về phương án thực hiện đào tạo giáo viên theo nhu cầu xã hội quy định tại Nghị định số 116/2020 của Chính phủ. Theo đó, năm học 2021-2022, số lượng giáo viên cần được đào tạo theo hình thức chính quy là 852 giáo viên, trong đó trình độ đại học là 396, trình độ cao đẳng sư phạm mầm non là 456 giáo viên. Còn đối với dự thảo kế hoạch nâng cao chất lượng dạy và học tiếng Anh trong các trường phổ thông của tỉnh, thì mục tiêu cụ thể trong giai đoạn 2021-2025, 100% trường phổ thông các cấp học triển khai dạy chương trình tiếng Anh hệ 10 năm, 100% giáo viên tiếng Anh đạt chuẩn về năng lực ngoại ngữ theo quy định khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc Việt Nam hoặc tương đương, 50% học sinh các khối lớp 5, lớp 9 và lớp 12 đạt chuẩn năng lực ngoại ngữ sau khi tốt nghiệp từng cấp học, A1 đối với khối lớp 5, A2 đối với lớp 9 và B1 đối với lớp 12. Phát biểu chỉ đạo, đồng chí Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh yêu cầu Sở Giáo dục và Đào tạo phối hợp với các sở ngành tính toán cụ thể số lượng giáo viên cần được bố trí đào tạo ở từng môn học, cấp học và trình độ, yêu cầu hoàn thiện thêm kết cấu, lộ trình cụ thể và kinh phí để thực hiện kế hoạch nâng cao chất lượng dạy và học tiếng Anh trong các trường phổ thông, bảo đảm sự đồng thuận thống nhất trong toàn tỉnh trước khi trình Ủy ban Nhân dân tỉnh thông qua. Thưa quý vị, đến nay cả nước có trên 759.000 bệnh nhân COVID-19 đã khỏi. Tình hình dịch COVID-19 tại tỉnh Thái Bình vẫn đang được kiểm soát tốt. Hơn một tháng qua, Thái Bình không ghi nhận trường hợp nhiễm mới. Trong 24 giờ qua, Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật tỉnh Thái Bình xét nghiệm được gần 1.400 mẫu, không ghi nhận ca nhiễm COVID-19. Tính từ ngày 8 tháng 7 đến nay, tổng số mẫu xét nghiệm sàng lọc SARS-CoV-2 cho người từ các vùng dịch phía Nam về tỉnh Thái Bình là hơn 6.900 mẫu, tổng số mẫu xét nghiệm cho người trở về từ Hà Nội là hơn 28.000 mẫu. 274 người liên quan đến tỉnh Hà Nam và 142 trường hợp liên quan đến Bệnh viện Việt Đức đều đã được lấy mẫu xét nghiệm cho kết quả âm tính với SARS-CoV-2. 78 cán bộ, bác sĩ, sinh viên y Thái Bình hoàn thành nhiệm vụ hỗ trợ chống dịch tại thành phố Hồ Chí Minh trở về cách ly tập trung tại khu cách ly tập trung Trường Đại học Thái Bình chiều qua. Hiện đã có 77 người kết quả xét nghiệm âm tính với SARS-CoV-2, một người có kết quả không xác định. Thưa quý vị và các bạn, mặc dù không giáp danh với các tỉnh khác, song huyện Đông Hưng lại nằm trên trục giao thông chính giao giữa quốc lộ 10 và quốc lộ 39, mật độ phương tiện qua lại tập trung cao nhất tại thị trấn Đông Hưng. Đây cũng là đầu tàu phát triển kinh tế của huyện Đông Hưng, do đó công tác phòng chống dịch luôn được thị trấn chú trọng, nòng cốt là các tổ tự quản, tạo ra sự đồng thuận cao trong toàn dân để chống dịch thành công, khôi phục kinh tế xã hội. Tổ dân phố số 4 thị trấn Đông Hưng có gần 400 hộ dân sinh sống. Nơi đây có ngã ba Cầu Nguyễn với nhiều hộ dân kinh doanh buôn bán hai bên đường, đồng thời cũng là nơi mà các xe khách, xe tải hay dừng đỗ đón trả khách. Nhận thức được những nguy cơ dịch bệnh có thể xâm nhập, tổ tự quản của tổ dân phố đã thực hiện nhiều biện pháp tuyên truyền đến từng người dân theo phương châm vẫn phát triển kinh doanh buôn bán, song cần phải thích ứng an toàn với dịch bệnh, nắm được mọi trường hợp đi, đến, dừng, nghỉ tại địa bàn. Giao trách nhiệm cho từng hộ gia đình ở ven đường, khi có ai xuống xe hoặc xuống ngồi vào uống nước ở các cái nhà dân thì đề nghị là các cái nhà dân phải báo ngay cho tổ phòng chống COVID cộng đồng. Các cái nhà nghỉ, khách sạn, nhà trọ, nhà lưu trú thì chúng tôi đều nhắc nhở các cái gia đình chủ nhà trọ và chủ nhà hàng, khách sạn để quản lý kịp thời và ghi chép vào sổ đầy đủ. Qua công tác tuyên truyền, hầu hết các hộ dân, nhất là các hộ kinh doanh buôn bán, nhà nghỉ, khách sạn trên địa bàn đều nhận thức rõ quan điểm phòng dịch hơn chống dịch. Từng người dân đã nâng cao ý thức trách nhiệm, nghĩa vụ của bản thân đối với gia đình, cộng đồng. Mỗi đồng chí là 30 nhà trở lên để phụ trách và nắm bắt từng hộ gia đình là có bao nhiêu nhân khẩu và bao nhiêu thân nhân đang làm việc và công tác ở ngoài tỉnh ngoài. Các tổ tự quản làm rất là tốt. Thường xuyên là báo cáo tình hình lên ban chỉ đạo vào 14 giờ chiều hàng ngày. Di biến động, các trường hợp đều được quản lý chặt chẽ theo quy định của pháp luật. Nhờ trên dưới một lòng phòng chống dịch, thị trấn Đông Hưng đang từng bước thích ứng an toàn, linh hoạt và kiểm soát hiệu quả dịch bệnh trên địa bàn. Tất cả các trường hợp từ tỉnh ngoài đều được quản lý và có phương án cách ly, giám sát kịp thời. Đây là điều kiện, là cơ sở để thị trấn từng bước khôi phục kinh tế xã hội, tiếp tục là đầu tàu cho sự phát triển của huyện Đông Hưng. Đến đây, chương trình Thời sự tối của Đài Phát thanh và Truyền hình Thái Bình xin được tạm dừng. Quý vị và các bạn có thể xem lại chương trình trên trang thông tin điện tử thaibinhtv.vn, trên ứng dụng TBTV Go hoặc trên fanpage và YouTube của Đài Phát thanh và Truyền hình Thái Bình. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn.